Các bạn thân mến, hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn để có thể bắt đầu cùng với các em ở trong buổi tối rất đặc biệt ngày hôm nay. Chúng mình sẽ có một buổi học thử cùng với nhau như đã hứa, đúng không ạ? Và nếu như mà các bạn của chị, các em đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Bởi vì hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây rồi. Và chị rất vui khi mà các bạn có thể để lại ở đây những cái comment cùng với chị, được không nào? Các em ơi, các bạn có xem được không nhở? Các em có xem được không? Hãy gửi lời chào tới chị nhá. Được không nào? Các bạn ơi, tại sao chị lại không đọc được comment nào nhỉ? Sợ quá. Hello, xin chào Bích Ngọc, đã thấy comment đầu tiên của các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào chú Văn Học, chắc chắn đây sẽ là một người bạn đồng hành cực kỳ là thân thiết cùng với các bạn. Nếu như mà khi các em tham gia khóa học cùng với chị thì chú Văn Học sẽ là một người rất là quen thuộc với các em, được không nào? Các bạn ơi, các bạn đã quay trở lại cùng với chị chưa nhở? Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây rồi. Và rất vui nếu như mà các bạn gửi một lời chào nào đó đến chị. Ok, xin chào các bạn nhé. Xin chào Huyền Trang. Xin chào Asuna. Xin chào Tú Trịnh. Hiện tại thì có vẻ như là các bạn đã bắt đầu quay lại rồi đây đúng không? Ok, xin chào Huyền Trang. Xin chào Xuân Nhi. Ngày hôm nay ở trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những vấn đề sau. Chúng ta sẽ cùng nhau học luôn nhé. Và điều mà chị muốn hướng dẫn với các bạn và chia sẻ với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay chính là phương pháp phân tích. Ok, xin chào Huyền Vũ. Và cụ thể thì chúng ta sẽ học phân tích thơ. Được không nào? Cụ thể thì chúng mình sẽ học phân tích thơ. Chị không biết là có bao nhiêu bạn đang ngồi trước phần livestream này cảm thấy rằng là em đang rất là bối rối trong việc là không biết làm phần phân tích thơ như thế nào. Chị rất là mong là các bạn, các em có thể cùng với chị ngày hôm nay thông qua buổi này, chúng ta sẽ cảm thấy là thì ra việc học văn và đặc biệt là phần phân tích thơ là một cái phần không hề khó khăn một chút xíu nào cả. Chỉ cần có một chút kiên nhẫn thôi là chắc chắn chúng mình có thể làm được và xử lý cái phần này rất là tốt nữa. Ok không nào? Ok, xin chào Hướng Dương, xin chào Dũng, xin chào Khánh Ca. Các bạn ơi, các bạn quay trở lại cùng với chị chưa nhỏ? Thế xin chào Ánh Trà, xin chào em. Xin chào Ánh Trà. Cảm ơn các bạn vì đã liên tục thả tim cho chị. Và chị rất là hạnh phúc về điều này. Không có điều gì may mắn bằng việc là Nếu như mà tôi có những người bạn đồng hành cùng với tôi, và đặc biệt là những học sinh của tôi mà cho tôi thêm nhiều động lực như thế này, thì tất nhiên là chị sẽ phải giảng thật là hay ở trong buổi ngày hôm nay rồi. Ok không nào? Các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng nhau đợi khoảng 100 bạn rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị nhé. Nhưng mà trước tiên thì chị muốn đi qua vùng với các bạn về lộ trình. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng với nhau trải qua một khóa học mang tên là khóa học Van 10. Được không ạ? Rất nhiều bạn thắc mắc rằng là thế khóa học Van 10 của chị Hiên thì chị Hiên dạy gì thế? Nhiều bạn thắc mắc như vậy lắm chứ không phải là riêng các em đâu. May mắn là vì ngày hôm nay chúng mình đã gặp nhau. Và may mắn là vì chúng ta đang có được một cái không khí của một buổi học rất là sôi nổi như thế này. Ok, xin chào Lệ Hằng, xin chào em. Ok nhá. Và may mắn hơn là khi mà chúng ta có được một cái buổi học sôi nổi như thế này, được không ạ? Thì chị sẽ cùng đi qua với các bạn trước tiên là về cái lộ trình khóa học này, được không? Lộ trình khóa học này chúng ta sẽ có những điều cần lưu tâm như sau. Thứ nhất này, đây sẽ là chặng đường mà chúng mình cùng đi với nhau, được không ạ?
và điểm dừng của chúng mình sẽ rơi vào khoảng tháng 8 năm 2020. Theo dự định là như vậy. Được không nào? Theo dự định là điểm dừng của chúng mình sẽ dừng vào tháng 8 năm 2020. Xin chào Gia Bảo nhá. Thì trước tiên ấy, bây giờ đang là tháng 3 rồi. Nhưng mà theo lịch trình thì chúng ta sẽ tháng 4 chúng ta sẽ bắt đầu khóa học. Chúng ta sẽ học tới tháng 7 cùng với chị. Tháng 5. Tháng 6. Và tháng 7. Được không ạ? Đây, chúng ta sẽ học như thế này. Trong vòng 1 tháng này, 2 tháng này và 3 tháng. Được không ạ? Đó là lý do tại sao thường thì chúng ta sẽ học đến khoảng giữa tháng 7 thì chúng ta sẽ kết thúc. Đó là lý do tại sao mà chị gọi đây là khóa học cấp tốc. Cấp tốc nằm ở chỗ là chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta học rất là nhiều những cái mảng kiến thức gọi là nó quá sâu nữa. Mà bây giờ chúng ta phải làm thế nào để tăng cái tốc độ học của mình lên. Bởi vì chị biết là có rất là nhiều bạn đây đang ngồi xem chị phát trực tiếp, đang ngồi học cùng với chị và cảm thấy rất là băn khoăn, không biết là giai đoạn này thì nên học văn như thế nào. Được không ạ? Thì đây, trong tháng 4 đến tháng 5, chị sẽ dạy các bạn về phương pháp. Được không ạ? Chị sẽ dạy các bạn về phương pháp, hướng dẫn các bạn về phương pháp. Và phương pháp này chúng ta chủ yếu sẽ học ở nghị luận văn học. Được không ạ? Trong này thì sẽ bao gồm những cái bài sau này. Thứ nhất, chúng ta sẽ học về phương pháp phân tích. Thứ hai là phương pháp chứng minh nhận định. Thứ ba là phương pháp so sánh. Và thứ tư là phương pháp liên hệ. Được không nào? Cộng thêm chúng ta sẽ làm thêm một cái bài nữa, đó là chúng ta sẽ cùng nhau hướng dẫn về cách mở bài hay này. Được không ạ? Kết bài hay này. Khái quát tốt này. Và còn có dẫn chứng liên hệ mở rộng nữa. Được không nào? Thì ở song song với cái việc chị biết rằng là các bạn sẽ cực kỳ là băn khoăn về việc là ở trên lớp thì thầy cô đâu có dạy bọn em nhiều về cái này đâu, sao chị lại dạy nhiều về phương pháp? Đó là lý do tại sao mà chị có mặt ở đây cùng với các em. Chị khẳng định với các bạn một điều là nếu như mà các bạn đi muốn đi tới đích, các bạn sẽ đi rất là nhanh nếu như các bạn có bản đồ. Và đây, đây chính là bản đồ mà chị muốn dành tặng cho các bạn. Chúng ta phải có phương pháp thật là tốt đã. Giống như là phải mua một cái cỗ máy thật là tốt đã. Phải có cỗ máy tốt thì chúng ta mới đi nhanh được. Một chiếc ô tô xịn thì chúng ta mới đi nhanh được. Thế nên điều đầu tiên mà các bạn vẫn thường bỏ qua và thường nhầm lẫn trong việc học văn là vào học văn làm gì cần phương pháp hả chị? Em chỉ cần đọc thuộc vài bài là được chứ làm gì cần phải có phương pháp. Hoàn toàn sai lầm về điều này. Phương pháp trong học văn rất quan trọng các em ạ. Đây chỉ là những cái phương pháp thuộc hẳn về chuyên môn thôi. Còn tất nhiên là trong quá trình học văn chúng ta sẽ còn có nhiều những cái cách hay ho hơn để chúng mình sẽ cảm thấy rằng là việc học văn rất là đơn giản nữa. Được không nào? Nhá. Thì đây là những cái bài chính song song với cái này. Chúng ta sẽ học về gì các em biết không? Về kiến thức nền. Đi thi mà không có kiến thức nền thì thôi, tốt nhất là ở nhà. Đừng bao giờ mong tới 5 điểm hay là 6 điểm. Tại sao chị lại nói với các bạn là đừng bao giờ mong tới 5 điểm hoặc 6 điểm? Chị không biết nói với các bạn như thế nào, nhưng chị không hiểu tại sao khi mà học kiến thức nền về nghị luận văn học, bản thân của chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Thật sự rất là hạnh phúc. Khi mà chị được tiếp nhận những cái nhân vật này, những được gần gũi hơn với các nhà văn, nhà thơ này. Và chị hiểu rằng là văn học quả thực là một thế giới vô cùng diệu kỳ. Kiến thức nền ở đây, chúng ta sẽ học tất cả các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Đây sẽ là cái phần bổ sung kiến thức nền cực kỳ tốt dành cho các bạn nếu như các bạn mong muốn là mình xây được một cái nền móng vững chắc. Được không nào? Tôi coi như đây là một quá trình tôi xây một ngôi nhà. Thì đây, tôi đã có thứ nhất là một nền móng vô cùng vững chắc rồi. Thứ hai là tôi đã có cái khung của ngôi nhà đó rồi. Tôi có cái khung của ngôi nhà đó rồi. Khung chính là phương pháp. Được không ạ? Nhá. Khung chính là phương pháp. Thì chị muốn là các bạn sẽ kết hợp hai cái đó lại với nhau để học, chứ không chỉ đơn thuần học về kiến thức nền, hay là chỉ đơn thuần học một cách máy móc về phương pháp. Được không nào? Nhá. Đây là lộ trình mà chị sẽ đi cùng với các bạn trong tháng đầu tiên. Sẽ vất vả đấy, nhưng mà chị tin là chắc chắn các bạn sẽ làm được. Được không ạ? Tiếp tục này. Tháng 5 và tháng 6, sau khi học phương pháp về phần này xong,
Sau khi học xong kiến thức nền về các tác phẩm ngữ văn lớp 12 xong, chúng ta sẽ bắt đầu học về đọc, hiểu và nghị luận xã hội trong tháng này. Đọc, hiểu và nghị luận xã hội. Ok không ạ? Phần này cũng chiếm 5 điểm. Phần này cũng là 5 điểm. Ôi, tôi băn khoăn lắm. Chị ơi, em sợ lắm, em sợ phần nghị luận xã hội lắm. Em không biết viết cái đoạn văn 200 từ của mình như thế nào cả. Chị ơi, em sợ phần đọc hiểu lắm, nó rất là dễ nhưng mà em hay bị nhầm. Thế thì đừng lo lắng, bởi vì có chị ở đây rồi. Chị sẽ cùng với các bạn giải quyết tất cả những cái kiến thức về đọc hiểu và nghị luận xã hội. Chị tin chắc chắn một điều rằng là với cái phần hướng dẫn của chị, yên tâm đi, là các bạn sẽ xử lý cái phần này hết sức là gọn gàng. Được không ạ? Chị tin chắc chắn là như thế. Và chị mong là các em cũng sẽ tin tưởng chị. Chị nghĩ là khi mà các bạn tham gia vào cái group học thử này cũng đồng nghĩa với việc là các bạn đã đặt một cái niềm tin nào đó cho chị rồi. Được không ạ? Thì tháng 5 đến tháng 6 này, trong cái khoảng tháng 5 này thì chúng ta sẽ chuyên tâm. Được không ạ? Nửa tháng này thì chúng ta sẽ chuyên tâm vào ôn đọc hiểu. Vậy thì còn một nửa tháng 5 còn lại thì chúng mình sẽ làm gì? À, một nửa phần tháng 5 còn lại thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu luyện đề. Vậy là chúng ta có một tháng rưỡi để luyện đề. Chị ước chừng là chúng ta sẽ chữa được khoảng tối đa là 12 cho tới 15 đề. Và tất nhiên rồi, bộ đề này cũng sẽ là một cái bộ đề vô cùng trọng tâm mà chị sẽ cùng với các bạn, đồng hành cùng với các bạn. Được chưa nào? Thế thì còn một nửa tháng 7 thì chúng mình làm gì đây? À các em ơi, một nửa tháng 7 này của chúng mình để chúng ta sẽ cùng nhau khái quát lại kiến thức. Và làm gì nữa nhở? Vừa khái quát lại kiến thức, chúng ta sẽ vừa thi thử nữa. Ôi đặc biệt thế, làm gì có khóa nào mà lại có cả thi thử nữa. Tất nhiên rồi, khóa học của chị Hiên bao giờ cũng đặc biệt. Với một cái tiêu chí là chị mong muốn là các bạn của chị, các em sẽ có thể được học trong một cái môi trường nhận được sự quan tâm từ thầy cô là từ chị này, từ những anh chị trợ giảng này, từ bạn bè này. Và dựa vào đấy chúng ta sẽ có được một cái năng lượng tốt nhất để chúng ta có thể quyết tâm, quyết tử cho cái kỳ thi sắp tới. Được không ạ? Chị mong là các bạn với những cái lần thi thử trực tuyến cùng với chị được chấm tỉ mỉ, được rút kinh nghiệm, được sửa chữa thì các em cũng sẽ cố gắng gọi là đạt được cái số điểm cao nhất. Ok chưa nào? Thì với cái phần này, mục tiêu mà chị đặt cho khóa học này đó sẽ là 8 cộng. Được không ạ? Chị mong là các bạn sẽ nhận được cái số điểm văn ít nhất là 8 điểm. Được không nào? À các bạn ơi, trong buổi học có phải tự ghi chép không nhỉ? Những cái điều tuyệt vời nữa mà các bạn chỉ có được ở khóa học văn chị Hiên thôi. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ được cung cấp tài liệu ngay sau buổi học. Được không nào? Cung cấp tài liệu ngay sau buổi học. Lại còn gì nữa ạ? Lại còn có một điều đặc biệt nữa là chúng mình lại còn có bài tập về nhà nữa chứ. Bài tập về nhà xem xong với đó là gì ạ? Là cái phần chấm điểm và chữa nữa chứ. Ôi, chị không tin là các bạn có thể tìm được một cái khóa học nào hay là các bạn có thể tìm được một cái phần, một cái lớp học online nào mà lại nhiệt tình giống như team của chị Hiên đâu. Chị tin chắc chắn là như thế. Team của chị Hiên không có gì ngoài sự chân thành và nhiệt tình dành cho các em, dành cho các em cả. Có thi thử nha em nhá, chị vừa nói rồi, có thi thử mà nhá. Ok không nào? Phần nghị luận văn học em viết mở bài kết bài như thế nào? À các bạn ơi, tất cả những cái phần này ấy thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn trong quá trình mà chúng mình học nha. À khóa học chị Yên bao giờ cũng chất lượng. Cảm ơn Hướng Dương vì đã dành lời khen cho chị. Và các em ơi, có một điều đặc biệt cho chúng mình là nếu như mà các bạn ngày hôm nay đáng lẽ là hết ưu đãi của tháng 3 rồi, nhưng chị sẽ dành một cái sự ưu đãi đặc biệt cho 10 bạn may mắn duy nhất. Đó là học phí ban đầu của chúng mình là một học phí, đó chính là 1.299.000. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nếu như 10 bạn nào đăng ký sớm nhất ở trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng mình sẽ chỉ còn mức học phí là 699.000 thôi. Ôi, 699.000 học được tất cả mọi thứ luôn ấy, chứ không phải là chỉ một mảng kiến thức nền về nghị luận văn học hay là về đọc hiểu hay là về nghị luận xã hội, mà 699.000 là học tất cả mọi thứ luôn. Thế nên là nếu như mà các bạn mà mong muốn là được học cùng với chị ngay lập tức mà không cần phải học thử nữa thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên ngay lập tức đi. Vì nếu không thì các bạn sẽ chắc chắn là sẽ mất cái phần khuyến mại đặc biệt này, phần thưởng đặc biệt này dành cho các em đấy. Nhanh chóng nhá, nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên giúp cho chị nhá.
được không nào? Ok chưa? Hãy tin tưởng rằng là rất là nhiều bạn học cùng với chị Hiên và đã đạt được thành tích rất tốt. Và đó là một cái điều hạnh phúc, cực kỳ là hạnh phúc với chị. Chị mong là sẽ sớm được gặp các bạn mới. Chị mong là sẽ sớm được giúp đỡ cho các em. Và chúng mình sẽ có những cái ngày thật là tuyệt vời với nhau. Ok Ánh Trà, chị cũng đang đợi em đến ngày khai giảng đây, được không nào? Thế nên là 10 bạn may mắn ơi, hãy nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để được tư vấn cụ thể hơn về khóa học này nhá. Còn bây giờ thì ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với buổi học ngay lập tức cùng với chị nào, được không ạ? Ngay lập tức đến buổi học cùng với chị. Ngày hôm nay như chị đã hướng dẫn các bạn thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về phương pháp phân tích, được không nào? Phương pháp phân tích. Phương pháp phân tích. Có rất là nhiều người hiểu một cách đơn thuần là phân tích là gì? Phân tích là việc em học thuộc một cái bài văn cô giáo viết cho em. Và sau đó thì em thuộc một cái bài văn cô giáo viết cho em. Sau đó thì em vào cái đề đó và em ghi lại theo cái trí nhớ của em. Đó liệu có phải là phân tích không? Em ơi, đừng bao giờ sai lầm. Đừng bao giờ sai lầm vì những cái suy nghĩ nói chung là hơi bị chưa sâu một chút của chúng mình, được không ạ? Bao giờ khi tìm hiểu về một vấn đề, chị cũng luôn luôn muốn hướng các bạn như thế này, đó là hãy hiểu bản chất trước. Ôi các bạn ơi, các em đừng nhắn tin cho chị nhá. Các em hãy nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên nhá. Các em đừng có mà ầm ầm nhắn tin cho chị. Đừng ầm ầm nhắn tin cho chị là em đăng ký khóa học nhá. Chị đăng like nên là nó sẽ bị hơi bị lag nếu như các em nhắn tin cho chị đấy, được không? Các em nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên đi. Trời ơi, đừng nhắn tin cho chị nhá. Rồi, ở đây này, chị muốn các bạn sẽ hiểu về bản chất của vấn đề. Tôi có, thật ra thì phân tích được hiểu một cách rất đơn giản như thế này. Tôi có một vấn đề văn học, phải không ạ? Và đây là tôi. Tôi đứng ở đây, tôi nhìn vào cái vấn đề văn học này, được không ạ? Tôi suy nghĩ và tôi cảm nhận. Và sau đó thì những suy nghĩ và cảm nhận của tôi được tái hiện bằng những đoạn văn hoặc là bài văn, được không ạ? Và tôi coi đây chính là phân tích. Ok không nào? Đây chính là phân tích. Tại sao việc phân tích văn học lại khó hơn? Khó hơn là việc khi mà chị đặt ra một câu hỏi là các em hãy bày tỏ một số những cái cảm xúc của các em khi xem bộ phim đẳng cấp Itaewon, được không? Các bạn hãy bày tỏ một số cảm xúc của em, suy nghĩ của em về bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Các bạn cảm thấy rằng đấy là những cái đề bài rất là dễ dàng luôn ấy. Đấy là những cái đề bài rất là dễ dàng, đúng không? Bởi vì là nó gần gũi với các em. Các em hãy đưa ra cảm nhận về người bạn ngồi cùng bàn của mình, đưa ra những cảm nhận về về mẹ của mình, đưa ra những cảm nhận về một cái oppa nào đấy của Hàn Quốc như là Lee Min Ho chẳng hạn. À, thật ra là như thế này, bởi vì là những cái điều đấy là những cái điều mà các em thích. Chính vì các em thích, thế nên các em rất là mong muốn được tìm hiểu. Chính vì các em mong muốn được tìm hiểu, thế nên là các em mới có một cái sự cuồng nhiệt cho cái việc là à, ôi, em thích thật sự luôn ấy, và em nhất định em sẽ viết một cái bài viết thật là hay, vì em tâm huyết, đúng không? Nhưng mà tại sao mà khi mà nói là phân tích một cái tác phẩm văn học thì bắt đầu lại vò đầu bứt tai? Lại vò đầu bứt tai và bảo là ôi, chị ơi, em không biết mở đầu nào, tại sao mở đầu khó thế hả chị? Em làm nào bây giờ? Thật ra là vì các em không yêu thích. Thẳng thắn mà nói là như vậy. Chính bởi vì các em không yêu thích những tác phẩm văn học nên các em cảm thấy nó là một cái điều gì đấy rất là vớ vẩn. Phải viết một bài văn là một cái điều gì đấy rất là mệt mỏi, thực sự là như vậy. Nhưng mà thật ra thì bản chất của việc khi chúng ta gặp một vấn đề văn học, ở đây cụ thể chị muốn nói tới là những cái tác giả tác phẩm, chỉ cần các em có lòng yêu thích thôi và các em có mong muốn được tìm hiểu thôi thì chắc chắn là các em sẽ đều là những người làm rất tốt,
Chị không biết là đối với các em thì các bạn có thấy có cái khoảnh khắc nào đặc biệt với bản thân của mình không? Nhưng mà không hiểu tại sao dạo gần đây thì cái khoảnh khắc đặc biệt nhất mà chị cảm nhận được là cái hôm mà chị xem tập phim thứ 14 của cái tác phẩm, của cái bộ phim đẳng cấp Itaewon. Thực sự là chị đã rất xúc động ở cái những cái giây phút cuối cùng, khi mà người ta hỏi ra cho chúng ta rất là nhiều những cái câu hỏi, đặt ra cho chúng ta rất là nhiều những cái câu hỏi. Đó không chỉ là câu hỏi của một riêng ai, hay là câu hỏi của những nhân vật trong bộ phim đó, mà có lẽ đó cũng chính là những cái câu hỏi để chúng ta tự một lần hỏi lại chính bản thân mình. Bạn có khoảnh khắc nào cảm thấy hối hận nhất không? Bạn có khoảnh khắc nào cảm thấy mình may mắn nhất không? Bạn có cảm thấy là có một người nào đó làm bạn hạnh phúc nhất không? Và bạn có cảm thấy rằng là có một cái giây phút nào mà bạn thấy hối hận nhất vì bạn đã bỏ lỡ không? Chị tin là rồi sau này các em cũng sẽ chính là những người mà phải trả lời những cái câu hỏi đó. Có thể là câu hỏi đó sẽ chính là cái câu hỏi mà em đã cảm thấy mình hơi sai lầm một chút vì không chú tâm để học văn một cách thực sự. Thẳng thắn là học văn một cách thực sự đấy. Tức là em đã rất là coi thường môn học này, và cho đến một thời điểm em cảm thấy rằng là mình đã hối hận rồi, mình đã sai rồi. Đáng lẽ là mình phải nỗ lực thêm một chút nữa để tìm hiểu về môn học này, để yêu tiếng Việt hơn, để sau này khi bước ra ngoài em là những người mà có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo, có thể nói rõ ràng gọn gẽ câu chữ, có thể thuyết phục người khác, có thể làm rất rất là nhiều những cái điều khác nữa mà bản thân em đã bỏ lỡ. Thế nên chị mong rằng là rồi sau này khi mà được hỏi lại là có một giây phút nào mà các bạn cảm thấy hạnh phúc nhất không, thì các em sẽ trả lời là giây phút mà các em cảm thấy hạnh phúc nhất chính là giây phút mà ngày hôm nay được học thử cùng với chị, để chúng ta phát hiện ra những điều kỳ diệu của văn học nhá. Được không nào? Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại ở đây. Chị đang nói phân tích đơn thuần là như vậy. Được không ạ? Phân tích là như vậy. Phân tích là việc các em nhìn vào một tác phẩm văn học, một vấn đề văn học, các em suy nghĩ và cảm nhận và thể hiện nó, tái hiện lại nó bằng đoạn văn và bài văn. Được chưa nào? Nhá. Hiểu một cách đơn giản thì đây cũng chính là gì ạ? Đây cũng chính là gì? Cũng chính là khái niệm bao trùm của nghị luận văn học nói chung nữa. Ok chưa nào? Rồi, thì ở đây chị sẽ cho các bạn một cái cấu trúc, được không ạ? Chúng ta sẽ có một cái cấu trúc chung của cái dạng đề phân tích là như thế này. Người ta nói đây là dạng đề tiên quyết. Đây là dạng đề tiên quyết, chính xác rồi. Bởi vì phải làm được phân tích thì mới có thể làm được chứng minh nhận định, mới có thể làm được so sánh, mới có thể làm được liên hệ. Được không nào? Mà không làm được thì thôi, cũng đành chịu thôi nhá. Thì cấu trúc mà chúng ta có ở đây sẽ bao gồm, tất nhiên rồi, một bài văn, mở bài, thân bài và kết bài. Được không ạ? Mở bài của dạng đề phân tích chúng ta sẽ có bằng gì nhở? Dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Cái này quan trọng lắm. Kể cả sau này mà các em lên học đại học, khi các bạn bắt đầu bài thuyết trình của mình, nếu như mà các bạn dùng từ ngữ tiếng Việt tốt, hành văn tốt, thì bao giờ cái phần mở đầu của các bạn cũng sẽ thuyết phục hơn và gây ấn tượng hơn. Chúng ta muốn thành công, nếu như chúng ta không tiên phong thì chúng ta phải khác biệt. Chị mong là các em cũng sẽ có thể có những cái điều khác biệt. Hy vọng là như vậy. Mà không, chị tin chứ, chứ không hy vọng. Được không ạ? Rồi, thân bài chúng ta sẽ có luận điểm 1. Được không ạ? Luận điểm 1 của chúng mình sẽ trình bày về tác giả tác phẩm. Tác giả tác phẩm. Luận điểm 2, chúng mình sẽ tiến hành phân tích. Và phân tích ở đây chúng ta sẽ làm sáng tỏ hai giá trị: giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Được không nào? Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Luận điểm 3, chúng ta sẽ khái quát. Và sau đó chúng ta sẽ kết bài. Được không ạ? Khẳng định này, liên hệ này, mở rộng và nêu ra những cái cảm nhận của cá nhân các em. Chị tin là cái phần cấu trúc này thì các bạn đã nắm rất là chắc rồi, phải không ạ? Chị nghĩ là các bạn đã nắm khá là chắc rồi. Thì ở cái dạng đề này, đặc biệt là phân tích, thì chị xin được mạn phép chia ra làm hai dạng.
Thứ nhất là phân tích thơ. Đây, chính là cái phần mà ngày hôm nay chị hướng dẫn chính cho các bạn đây. Và thứ hai, đó là phân tích văn xuôi. Được không nào? Một là phân tích thơ và hai là phân tích văn xuôi. Ok chưa? Thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này nhá. Ok không ạ? À, không biết là đối với các bạn thế nào, nhưng mà đối với bản thân của chị thì thơ là một thế giới vô cùng diệu kỳ để chị khám phá những cái cảm xúc rất rất là đẹp. Thực sự là như vậy. Chị vẫn còn nhớ là nhà thơ Lưu Quang Vũ từng có viết trong một tác phẩm của mình là: nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Cũng không hiểu tại sao cứ mỗi lần đọc lại những cái vần thơ đó của nhà thơ Lưu Quang Vũ là chị lại cảm thấy rất là nghẹn ngào. Có thể nghẹn ngào là bởi vì là một cái tình yêu, một cái tình thương, một cái tình cảm quá đẹp đã được Lưu Quang Vũ nói đến ở trong những câu thơ. Trong một cái khoảng tình yêu rộng lớn của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ khó có thể đem ra để so sánh. Bởi vì nếu nói như Lưu Quang Vũ ở trong một cái bài thơ khác thì hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy, đâu chỉ dành cho một riêng ai. Thì bây giờ tự nhiên lại đối lập với đó là một cái cuộc sống chỉ trong vỏn vẹn có mấy thước vuông của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh thôi. Thế nhưng mà đó là một cái tình yêu mặc dù là đã xuất hiện trong rất nhiều thập kỷ trước, nhưng đến bây giờ cứ mỗi lần đọc lại những vần thơ này là chị lại nghẹn ngào. Có thể là bởi vì người học văn luôn luôn có những cái rung cảm mãnh liệt hơn. Nhưng mà chị tin nếu như các em có được những cái sự cảm nhận tốt thì các em cũng sẽ cảm nhận được cái này. Được không ạ? Nếu như mà các bạn muốn tìm đoạn thơ mà chị vừa đọc thì các bạn có thể tìm bài thơ Nhà Chật của nhà thơ Lưu Quang Vũ nhá. Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Rồi, nói đến đây thôi. Thế nên chị mới nói với các bạn là thơ là một cái khoảng trời rất là kỳ diệu. Thực sự rất là kỳ diệu. Và bởi vì cái đặc thù của thơ là nó rất là ngắn gọn, rất là hàm xúc, rất là cô đọng. Thế nên là đó là lý do tại sao mà chúng ta lại thấy được rằng là phân tích thơ đôi khi là vừa khó, nhưng nếu biết cách thì lại rất dễ. Được chưa nào? Chúng ta có thể thấy là phân tích thơ ấy, thì cái dạng đề của chúng mình nó sẽ có hai dạng chính. Một là dạng cơ bản, đó là người ta sẽ chỉ yêu cầu một là các bạn phân tích, hai là các bạn cảm nhận về một đoạn thơ nào đó thôi, hay là một bài thơ nào đó thôi, đúng không ạ? Nhưng mà dạng hai ấy thì chúng ta sẽ có cái dạng nâng cao, là chúng ta vẫn sẽ phân tích và cảm nhận về một đoạn thơ, bài thơ nào đó, nhưng sau đó chúng ta sẽ suy ra một cái vấn đề liên quan trong văn học. Một vấn đề liên quan trong văn học. Ok chưa nào? Thì chúng mình có hai cái dạng chính là như thế. Được chưa ạ? Chúng mình có hai cái dạng chính là như vậy. Được không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá. Chúng ta sẽ cùng với nhau, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách làm luôn nhá. Chị sẽ bỏ qua những cái bước là phân tích đề, là lập dàn ý, là mọi thứ, mà chúng ta sẽ cùng vào cái phần chính luôn. Đó là chị giúp cho các bạn xác định cái dàn ý và những cái tip để các bạn có thể phân tích được thơ hay hơn. Được chưa ạ? Rồi, mở bài. Tôi sẽ lấy một cái đề để ví dụ cho các bạn về việc phân tích thơ. Và đề bài của tôi sẽ như sau: hai câu thơ. Cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau: sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Đây là hai câu thơ trong bài thơ gì nhỉ? À, đây là hai câu thơ trong bài thơ gì? Đây là hai câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không ạ? Đây là hai câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được chưa nào? Chúng ta sẽ có mở bài.
Mở bài chúng ta làm thế nào để hay ho đây? À, các bạn có thể đi từ những cái sau. Ý thứ nhất, chúng ta thấy rằng mở bài thì sẽ bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Vấn đề này thì tôi đã lấy ở trong cái bài viết của tôi rồi. Còn phần dẫn dắt này thì tôi sẽ có các cái cách sau. Cách thứ nhất là đi từ tác giả. Cách thứ hai là đi từ đề tài. Cách thứ ba là đi từ nhận định. Và cách thứ tư là đi từ cảm nhận cá nhân. Được không nào? Đây sẽ là các cái cách mà các bạn có thể đi được. Thì ở đây chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái mở bài ấy mà các bạn có thể làm được nhá. Nhìn này, được không ạ? Chị sẽ làm cho các bạn một cái này này để các bạn có thể hiểu được này. Các bạn nhìn này. Thứ nhất là cách đầu tiên đi từ tác giả nhá. Được chưa? Rồi, chị sẽ hướng dẫn rất là tỉ mỉ, các em cứ bình tĩnh. Được chưa ạ? Các em nhìn này, nếu như đi từ tác giả các em sẽ có thể ôm cái này vào sau cho chị. Thứ nhất đó là trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Được không? Nhà thơ gì đó được biết tới. Được không? Cái này sẽ cộng thêm với cái phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ này. Được chưa ạ? Nhá, được biết tới cái gì đấy. Hiểu chị không nào? Ok chưa? Ví dụ nhá, chị lấy ở trong này này, Quang Dũng đi. Được không ạ? Quang Dũng thì được biết tới với cái gì đấy hả các bạn? Quang Dũng được biết tới cái gì nhỉ? À, Quang Dũng ở đây thì được biết tới gì? À, là một nhà thơ như thế nào nhỉ? Đa tài. Đúng không? Là một nhà thơ đa tài. Cái thứ hai là hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng, tài hoa. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, gì nữa nhỉ? À, đề tài người lính và quê hương. Tiếp theo, nhà thơ chiến sĩ. Ví dụ là như thế, chị nốt ở trong đầu được những cái này như thế này về tác giả rồi nhá. Và chúng ta cũng có thể làm một cái bảng mà liệt kê những cái thông tin về tác giả nhá. Thế xong rồi bắt đầu chúng ta viết này. À, trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được biết tới là một nhà thơ đa tài và cũng rất mực đa tình. Với một hồn thơ hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng và tài hoa, Quang Dũng đã để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại, đặc biệt là thơ ca kháng chiến chống Pháp, những tác phẩm vô cùng hay và đặc sắc. Một trong số những bài thơ đó không thể không kể tới là Tiếng Ca, là bài thơ Tây Tiến. Đây là một trong số những bài thơ được đánh giá là thi phẩm hay nhất của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Được không? Là một trong những thi phẩm hay nhất của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Để lại nhiều ấn tượng với độc giả là đoạn thơ hai chấm số dòng mở kép: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Ví dụ là như vậy. Hiểu chị không? Nhá. Thì đây sẽ là một cái phần rất là quan trọng mà các bạn phải nắm được. Các em phải nắm được cái này. Đây là cái quan trọng lắm. Được chưa? Hoặc là các bạn, đây là cái cách viết mà các bạn có thể mở bài cực kỳ là đơn giản. Vậy thì nếu như mà chúng ta sử dụng cái đề tài thì sao? À, chúng ta có thể thấy là ở trong này thì đề tài là đề tài gì nhỉ? À, đề tài người lính, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng cái cấu trúc là gì nhỉ? Không biết từ bao giờ, đúng không? Hay là trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Được không? Không biết từ bao giờ. Đề tài người lính đã trở thành một khoảng trời rộng mở cho biết bao nhiêu những người nghệ sĩ cầm bút và viết lên những tác phẩm thật hay. Được không nào? Chúng ta biết tới bài thơ, chúng ta biết tới thi phẩm Nhớ của Hồng Nguyên, chúng ta biết tới bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Trinh Hữu với hình ảnh những người lính súng bên súng đầu sát bên đầu. Ví dụ như vậy, được không ạ? Và cũng không thể nào bỏ qua được tiếng thơ của Quang Dũng được tái hiện trong bài thơ, trong thi phẩm Tây Tiến với hình ảnh về những người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Sau đó thì bắt đầu dẫn cái phần mà chúng ta cần phải phân tích ra. Ok chưa nào? Nhá, ok chưa? Rồi, thì đấy sẽ là cái cách mà các bạn có thể mở bài. Ngoài ra thì các em cũng có thể sử dụng những cái nhận định này, hoặc là sử dụng rất là nhiều những cái cách chúng ta mở bài khác nữa.
được không ạ? Nhá. Rồi thì xong cái phần mở bài chị sẽ dừng lại ở đây. Còn khi mà các bạn tham gia vào cùng với chị trong khóa học thì chị sẽ có riêng một buổi để hướng dẫn các bạn viết các cái cách mở bài cơ, chứ không phải là chỉ nhanh lướt qua nhanh như vậy đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thân bài. Thân bài nhá. Được không nào? Trong phần thân bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thứ nhất là gì ạ? À, tác giả tác phẩm, luận điểm 1. Những gì đã viết ở trên, nếu như sử dụng phần mở bài là về tác giả thì phần ở dưới sẽ không lặp lại nữa. Được chưa? Sẽ không lặp lại nữa, mà chị khuyên các bạn là các bạn hãy xoáy vào cái điểm ấn tượng nhất về tác giả này. Ví dụ nhá, em chỉ cần ngắn gọn viết về Quang Dũng như thế này. Nhà thơ Quang Dũng lớn lên trên quê hương xứ Đoài mây trắng lắm, nơi đất đá ong khô nhiều ngấn lệ, đã đi vào thơ ông thật ân tình và lãng mạn. Được không ạ? Ví dụ là như vậy, chỉ cần một câu như vậy thôi đã cung cấp quá trời thông tin về Quang Dũng rồi. Được không ạ? Chúng ta chỉ dùng một câu thôi. Nhà thơ Quang Dũng đã lớn lên trên quê hương xứ Đoài mây trắng lắm, nơi đất đá ong khô nhiều ngấn lệ, đã đi vào thơ ông thật ân tình và lãng mạn. Bên cạnh những bài thơ viết về đề tài quê hương, Quang Dũng cũng để lại cho nền văn học Việt Nam những tác phẩm đầy ấn tượng viết về hình ảnh người lính và Tây Tiến, là một trong số những thi phẩm tuyệt vời như thế. Tây Tiến được sáng tác vào năm 1948. Sau một khoảng thời gian không lâu, khi Quang Dũng rời binh đoàn Tây Tiến, ví dụ như vậy, hiểu không ạ? Trong một lần đi tham dự đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Trạch, được chưa? Nhá, thì ở trong phần tác phẩm này các em sẽ chú tâm viết vào hoàn cảnh sáng tác giúp chị. Được không? Chú tâm viết vào hoàn cảnh sáng tác giúp cho chị nhá. Ok chưa nào? Ok chưa? Vậy thì nhiều bạn hỏi chị rằng là cái phần luận điểm 1 này thì bằng tác giả cộng với tác phẩm. Vậy thì em nối như thế nào đây? À, cách nối rất là đơn giản. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn đề tài. Nếu như mà các bạn có biết thì trong số những cái phép để chúng ta liên kết trong văn bản thì có một cái phép, đó chính là phép lặp. Phải không ạ? Mà đề tài chính là cái phần liên quan giữa cả tác giả và giữa cả tác phẩm. Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đề tài làm cái chất dẫn cho tác phẩm này. Ok chưa nào? À, phần tác phẩm nhất định phải viết năm sáng tác ạ. Nhiều bạn thì hỏi chị như vậy. Nhiều bạn hỏi chị là chị ơi, có phải nhất định là phải viết năm sáng tác không? Chị khuyên các bạn là hãy viết năm sáng tác giúp cho chị, bởi vì đó sẽ là một cái căn cứ để người ta biết được rằng là các em hiểu rất là sâu về tác phẩm và nắm rất là chắc về kiến thức tác phẩm. Được không nào? Thường ý thì các bạn hay đi theo kiểu là em chỉ viết mông lung là nó được viết vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có được không? Vậy thì tại sao em không nói rằng nó được viết vào năm 1948 và đây là cái giai đoạn đầu của thời kỳ kháng chiến chống Pháp? Chị thì chị hay đi từ năm và suy ra cái thời đại đó. Các em thì lại đi từ thời đại và quên mất năm. Chị nghĩ là cái cách mà nhớ từ năm và suy ra thời đại nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì chúng ta có một cái rất là hay, đó là về phân kỳ lịch sử văn học. Thì không biết là các bạn có biết không, chúng ta có năm 1945, 1954, 1975. Được không ạ? Thì chị coi là đây là đầu thế kỷ 20 này, được chưa? Đây, từ đây trở đi người ta gọi là văn học hiện đại, tạm thời là như vậy, được không ạ? Thì đây là kháng chiến chống Pháp, đây là kháng chiến chống Mỹ, và đây là thời kỳ đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, được chưa nào? Thì các bạn phải nhớ phân kỳ lịch sử. Thì từ đây chúng ta áp vào năm 1948, nó sẽ thuộc cái giai đoạn này. Thì có phải là chúng ta sẽ phiên ra được là nó thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và chúng ta cũng nói luôn được vào những cái năm đầu không? Hiểu chị không? Nên là hãy nhớ năm, từ năm suy ra cái hoàn cảnh lịch sử, bối cảnh lịch sử lúc đó chi phối như thế nào. Được không ạ? Nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái luận điểm 2. Đó là luận điểm phân tích xong luận điểm 1 nhá. Luận điểm 2 phân tích. Rồi, luận điểm 2 phân tích của chúng mình như thế này. Chị sẽ có một cái cách giúp cho các bạn để phân tích. Tôi sẽ trích lại hai câu thơ ra đây nhá. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi. Cách mở đầu luận điểm 2, bao giờ chúng ta cũng sẽ phải có một câu dẫn để bắt vào thơ, chứ không thể nào mà đụp một phát viết cái luận điểm 2 là sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi được. Mà chúng ta phải có một cái câu dẫn, được chưa nào? Ví dụ như cái câu dẫn ở đây chị lựa chọn là gì ạ? À, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng được mở đầu bằng một tiếng gọi đầy thiết tha, trìu mến. Ví dụ là như thế. Vậy là cái câu đấy của chị là cái câu mà chị khái quát về cái cảm xúc của cái câu thơ mà chị chuẩn bị phân tích.
Được chưa nào? Thì các em cũng có thể dựa vào đấy để các em lựa chọn cái câu dẫn cho những cái bài phân tích của mình, được không ạ? Thì ở đây chúng ta có này, sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. À, chúng ta sẽ phân tích theo kiểu như sau nhá. Đó là công thức của chúng ta sẽ là bao quát, chính là câu dẫn đấy, được chưa? Tiếp tục, chia nhỏ, và sau đó lại bao quát, khái quát lại, được không ạ? Tức là tổng phân hợp. Ok chưa? Tổng phân hợp, được không ạ? Và chúng ta cũng sẽ dựa vào các từ khóa và việc phát hiện các biện pháp tu từ để có thể phân tích thơ. Bởi vì đặc thù của thơ là các bạn cũng biết là cái từ ngữ về mọi thứ nó rất là cô đọng và hàm xúc, phải không ạ? Ví dụ như đây nhá, tôi có những cái từ khóa sau này. Thứ nhất, sông Mã. Thứ hai, Tây Tiến, được không ạ? Tiếp tục, xa rồi và ơi. Ok chưa? Nhá. Thì ở đây này, chúng ta bắt đầu này. À, chúng ta bắt đầu sông Mã này. Đây là gì nhỉ? Chúng ta bắt đầu giải thích. À, đây là một địa danh gắn với gì nhỉ? À, đây là một cái địa danh gắn với những cái chặng đường hành quân gian khổ của binh đoàn Tây Tiến, gắn với binh đoàn Tây Tiến trong những năm tháng vô cùng hào hùng. Ok chưa ạ? Là một địa danh của Tây Bắc rất là nổi tiếng, con sông rất nổi tiếng của Tây Bắc. Ví dụ là như thế, được chưa? Thì chúng ta bắt đầu phân tích cái này nhá. Ok chưa ạ? Sau đó thì chúng ta bắt đầu phân tích Tây Tiến. Tây Tiến ở đây là để chỉ về gì nhỉ? Chỉ về một cái binh đoàn được thành lập vào năm 1947, phải không ạ? Một cái binh đoàn tên là Tây Tiến, có nghĩa là tiến về phía Tây đấy, đúng không nào? Chúng ta giải thích, được không ạ? Chủ yếu thành phần ở đây là học sinh, sinh viên ở Hà Nội, những cái người rất là trẻ tuổi, được không ạ? Và chúng ta thấy là hai cái danh từ sông Mã và Tây Tiến được đặt cách ở một cái từ, đó là từ xa rồi. Có nghĩa là đây bây giờ, cái khoảng thời gian bây giờ là khoảng thời gian đã xa rồi, sông Mã đã xa rồi, Tây Tiến. Và bây giờ tôi đang gọi lại, đây là tiếng gọi, phải không ạ? Đây là tiếng gọi, gọi lại biết bao nhiêu những kỷ niệm về thiên nhiên miền Tây, về binh đoàn Tây Tiến. Và đó sẽ là những cái điều mà tôi chuẩn bị tái hiện ở trong bài thơ của tôi, được không ạ? Các em có hiểu cách chị phân tích không? Chị lựa chọn những cái phân tích từng ý nhỏ một, sau đó từ những cái ý nhỏ đó chị lại khái quát vào thành một cái ý lớn. Ví dụ như thế này, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong câu thơ là dòng sông Mã. Không biết từ bao giờ, dòng sông Mã đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc. Thế nhưng đối với binh đoàn Tây Tiến, đối với những người lính, thì hình ảnh dòng sông Mã chính là hình ảnh gợi nhớ về những tháng năm hào hùng, khi trong thời gian gắn bó với đoàn binh, bởi đây là con sông gắn liền với biết bao nhiêu những cuộc trường chinh, bao nhiêu những hành trình gian khổ trên bước chân người lính. Danh từ thứ hai được nhắc tới trong câu thơ là Tây Tiến. Chỉ hai chữ Tây Tiến thôi, nói theo cách của Quang Dũng thì chỉ cần nhắc tới hai từ này thì đã có biết bao nhiêu những niềm thương nỗi nhớ rủ nhau quay về rồi. Thế nên, binh đoàn Tây Tiến chính là hình ảnh tiếp theo được đề cập tới trong câu thơ. Chúng ta có thể giải thích một chút về Tây Tiến, được không ạ? Hai danh từ sông Mã và Tây Tiến được đặt cách bởi từ xa rồi. Nếu như xét trên tổng thể của câu thơ này, thì từ xa rồi được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ. Đọc tới đây, người đọc có cảm giác như mình đang rơi vào một khoảng hụt hẫng của niềm thương nỗi nhớ. Đã xa, câu thơ này mang ý nghĩa đã xa rồi sông Mã, đã xa rồi Tây Tiến, chỉ còn lại ở đây là một nỗi nhớ miên man đang quay về. Được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ phân tích. Tác giả, nhà thơ Quang Dũng, sau khi rời xa binh đoàn của mình chưa lâu, nhưng chỉ một chút những ký ức về hình ảnh dòng sông Mã quay trở lại đã giúp cho Quang Dũng hình dung ra được những chặng đường gian khổ mình đã đi qua bên những người đồng đội. Và đó sẽ là những kỷ niệm tươi đẹp mà người chiến sĩ này luôn luôn mang trong trái tim của mình. Được không ạ? Nhá, ví dụ là như vậy, được chưa? Nhá, sau đó thì tiếp tục chúng ta sẽ phân tích tương tự như thế với câu nhớ về rừng núi. Nhớ chơi vơi. Ok không? Chúng ta tương tự như thế, được không ạ? Chúng ta tiếp tục tương tự này. Phát hiện biện pháp tu từ này, điệp từ nhớ này, cho thấy cái cảm xúc chủ đạo chính là nỗi nhớ này. Rừng núi ở đây muốn nói về nỗi nhớ thiên nhiên này. Và chơi vơi ở đây vốn dĩ là một cái tính từ này, đúng không ạ? Để thể hiện đây là một cái nỗi nhớ rất là lạ, một cái nỗi nhớ mênh mông,
một cái từ chỉ cái sự mênh mông vô định, không chắc chắn, đúng không ạ? Có thể là vì nỗi nhớ niềm thương quá lớn, thế nên là không biết đi về nẻo nào của nỗi nhớ thương cả. Được chưa? Hiểu chị không nào? Ok chưa ạ? Rồi, thì các bạn ơi, có một cái câu hỏi mà các bạn đặt ra cho chị rất là nhiều là đây mới chỉ là một cái đoạn thơ mà có 2 câu thôi. Vậy thì với một cái đoạn thơ mà có 10 câu, 12 câu thì em cần phải làm như thế nào? Ví dụ như là cái bài thơ Tây Tiến thường các em sẽ phải phân tích 14 câu thơ đầu đấy. Đơn giản lắm các em ạ. Đơn giản lắm. Các bạn sẽ phải làm một cái rất là quan trọng giúp cho chị, đó chính là bố cục. Bố cục trong phân tích thơ rất quan trọng, được không ạ? Ví dụ không phải là chị đụng một phát chị trích cả 14 câu thơ ra, chị phân tích 14 câu thơ đấy không? Không phải như vậy. Mà chị sẽ lựa chọn một cấu trúc để phân tích phù hợp. Ví dụ 2 câu đầu, 2 câu tiếp, 4 câu tiếp, được không ạ? 2 câu tiếp, 2 câu tiếp, được không? Và 2 câu tiếp. Ok chưa? Vậy là có đủ 14 câu và đây sẽ là cái bố cục mà tôi sẽ phân tích. Được không? Đây là bố cục mà tôi sẽ chia khi phân tích thơ. Bố cục chia khi phân tích thơ rất là quan trọng, được không ạ? Cực kỳ là quan trọng. Nên các em phải lưu ý giúp cho chị điều này, nhất định phải chia bố cục. Nếu như mà các bạn không chia được bố cục là các bạn thất bại trong việc phân tích thơ rồi. Bởi vì cứ câu này, nội dung câu này díu vào nội dung câu kia. Các bạn chia bố cục nó phải hợp lý. Ok chưa? Nhá, các bạn chia bố cục nó phải hợp lý giúp cho chị. Rồi, thêm một cái nữa mà các bạn cũng rất là hay hỏi chị khi phân tích thơ, đặc biệt là trong cái luận điểm số 2 này, đó là làm thế nào để em gọi tên các cái biện pháp tu từ. Đơn giản lắm, các em sẽ làm những cái thứ như sau. Trước tiên các em gọi tên biện pháp tu từ đó, sau đó các em diễn đạt lại nội dung, và sau đó các em nêu ra tác dụng. Ví dụ nhé. Ở câu thơ trên, nhà thơ Quang Dũng đã sử dụng điệp từ nhớ để ý, để gì ạ? Sử dụng điệp từ nhớ để nói về nỗi nhớ thiên nhiên, nỗi nhớ thiên nhiên và con người ở Tây Bắc. Đó cũng chính là nỗi nhớ, một cái nỗi nhớ rất lạ, rất mênh mông, rất vô định. Và có lẽ là bởi vì bao nhiêu những niềm thương nỗi nhớ đang trực trào quay trở về, thế nên Quang Dũng không biết đi về nẻo nào của niềm nhớ thương cho phải. Rất tinh tế khi sử dụng biện pháp tu từ này, nhà thơ Quang Dũng đã giúp Nhà thơ Quang Dũng đã thêm một lần nữa tô đậm về trạng thái cảm xúc của mình lúc này. Và đó cũng chính là trạng thái cảm xúc chủ đạo của cả bài thơ, nỗi nhớ. Đó là lý do tại sao mà người ta vẫn thường gọi Tây Tiến chính là khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Ví dụ như thế, ok không? Nha. Rồi, thì đấy là cái luận điểm 2 là như vậy. Luận điểm 3 khái quát. Thì phần này khi mà các bạn học cùng với chị thì chị có một cái bài riêng để nói về cho các bạn. Nhưng mà thường chúng ta sẽ đánh giá về hai cái giá trị. Thứ nhất là giá trị nội dung. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Ok chưa? Nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ kết bài thôi. Đơn giản đâu. Sau khi kết bài thì chúng ta sẽ khẳng định lại nội dung của đoạn thơ và ý kiến cá nhân. Chúng ta sẽ có những cái phần liên hệ mở rộng. Được chưa? Và chị khuyến khích các bạn là cái cấu trúc của bài văn ấy, thì chị khuyến khích các bạn là các bạn hãy viết theo kiểu đầu cuối tương ứng. Em có biết đầu cuối tương ứng là gì không? Em có biết đầu cuối tương ứng là gì không? Nào. Em có biết đầu cuối tương ứng là gì không? Nào, bây giờ thì tương tác với chị một chút xíu nhá. Vì đây sẽ là thời gian mà chị được nói chuyện nhiều hơn với các bạn. Bởi vì có một cái tính khá là khó chịu của chị Hiên, đấy là khi mà chị giảng thì chị hay tập trung ấy. Bởi vì là hay tập trung nên chị thường không cắt ngang cái bài giảng của mình đâu, mà chị sẽ trả lời sau, được không ạ? Nào, theo các bạn. Cảm ơn Đức Dũng nhá vì đã dành lời khen cho chị. Thật ra đây chỉ là một cái phần rất nhỏ của khóa học thôi. Chị giúp cho các bạn hình tượng, mường tượng được ra là các em sẽ học những cái gì, được không ạ? Nếu đề bài có yêu cầu phụ thì chúng ta sẽ giải quyết cái yêu cầu phụ đó ở trong cái phần khái quát. Nhá Phương Nhi nhá, chúng ta sẽ giải quyết cái phần yêu cầu phụ đó trong cái phần khái quát. Rồi. Các bạn ơi. Không biết ạ. Không ạ, đúng rồi. Cũng có thể là như vậy. Đầu cuối tương ứng ở đây là gì? Đầu cuối tương ứng ở đây là chúng mình, ví dụ nhá, chúng mình mở đầu bằng một cái nhận định, sau đó thì chúng ta cũng sẽ kết bài bằng một cái nhận định.
chúng ta mở đầu bằng tác giả và kết bài chúng ta cũng sẽ kết bài bằng tác giả, được không ạ? Thì có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái sự tương đồng ở trong cả phần mở bài và trong cả phần kết bài, hiểu chị không nào? Hoặc là chúng ta có thể mở bài bằng đề tài và chúng ta khái quát lại cũng là bằng đề tài, được không ạ? Ví dụ khi mà chúng ta viết xong, phân tích xong về bài thơ Tây Tiến rồi nhá, thì chúng ta có thể đưa ra là gì ạ? 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng đã giúp người đọc hình dung về hình ảnh người lính Tây Tiến trên phông nền của thiên nhiên miền Tây và trong những chặng đường hành quân gian khổ. Thêm vào đó, chúng ta càng khẳng định thêm về một hồn thơ hồn hậu lãng mạn và phóng khoáng tài hoa của nhà thơ này. Xin được mượn lời thơ của nhà thơ Giang Nam để thay lời kết cho bài viết. Có lẽ đây cũng chính là những điều mà bản thân mỗi người đọc sau khi đọc xong Tây Tiến đều phải đồng tình. Hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép. Tây Tiến biên cương mở lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Ok không? Nhá. Thì đấy là một cái cách mà chúng ta có thể kết bài, được không bạn? Các bạn ơi, làm thế nào để chúng ta có thể làm tốt cái phần phân tích thơ? Thì một trong những cái yêu cầu mà chị luôn nhắc nhở cho các bạn đó chính là các em cũng cần phải thường xuyên sưu tầm. Các em sưu tầm những cái gì? Các em sưu tầm những cái bài thơ hay liên quan tới đề tài đó, liên quan tới tác giả đó, liên quan tới cái bài thơ đó. Thì chắc chắn là các em sẽ có thể sử dụng cái phần liên hệ đó đưa vào một cách rất là phù hợp, rất là ok. Vậy thì đưa cái phần liên hệ mở rộng như thế nào vào cái phần phân tích thơ để cho hay hơn, đặc sắc hơn? Thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể nhất trong những cái tiết học của chúng mình trong khóa học online van 10, được không nào? Các bạn ơi, không biết là với cái phần gọi là tái hiện lại cái bài giảng một cách rất là nhỏ xíu của chị thôi, thì liệu rằng là các bạn đã bị thuyết phục bởi cái khóa học van 10 chưa? Nhưng mà chị nghĩ rằng là chúng ta chỉ có một cái khoảnh khắc đặc biệt thôi. Mỗi người chỉ có một cái khoảnh khắc đặc biệt thôi. Và chị nghĩ rằng là không phải bạn nào cũng sẽ có được những cái khoảnh khắc đặc biệt như vậy. May mắn thay là hơn 100 bạn ở đây, chúng ta đang có những cái khoảnh khắc đặc biệt cùng với nhau. Nên chị rất là mong là các bạn có thể sẵn sàng đồng hành cùng với chị ở trong khóa học này. Và hãy nhớ một điều rằng là nếu như mà bạn nào đăng ký khóa học này, 10 bạn đầu tiên đăng ký khóa học này ở trong buổi tối ngày hôm nay, thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái mức học phí ưu đãi tới 50%. Đó chính là 699.000 cho khóa học của chúng ta, được không ạ? Chị sẽ dạy xuyên suốt chứ. Nhưng mà trừ trường hợp là hôm đấy chị có việc đột xuất thì sẽ có chị trợ giảng dạy, còn lại thì chị sẽ đứng lớp hoàn toàn nhá, được không nào? Tất nhiên rồi, các em sẽ được cung cấp tài liệu mọi thứ rất là đầy đủ ngay sau buổi học luôn. Và quan trọng hơn lại còn được làm bài tập nữa, còn được làm rất là nhiều thứ khác nhau nữa. Ok, chị cảm ơn các bạn. Gia Bảo, cảm ơn em. Em sẽ rủ thêm bạn về đội của chị ạ. Rất là cảm ơn em, được không nào? Các bạn yên tâm, đa số sẽ là tất cả sẽ là chị đứng lớp, được không ạ? Thế nên là chị rất là mong là có thể mời em về team của chị, được không nào? Mời em về team của chị. Phần này rồi các bạn ơi, có lẽ là buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp tại đây nhá. Chị tin là chúng mình đã có rất là nhiều những cái điều thú vị cùng với nhau rồi. Các em có muốn hỏi gì chị không? Nào, các bạn có muốn hỏi gì chị không? Chị sẽ dành khoảng 15 phút cuối nữa để trò chuyện với các em, bởi vì cũng không phải mấy khi chúng mình được trò chuyện với nhau mà, đúng không nào? Các em có muốn hỏi gì chị không? À, Rep inbox em với. Trương Quỳnh Tú ơi, em nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên nhá. Một tuần thì chị dạy 2 buổi nha. Những tuần nào mà có buổi tăng cường thì chị sẽ báo trước, được không nào? Rồi, chị ơi, mình có được sửa bài và chữa bài không ạ? À, có một cái rất là thú vị, đấy là chị sẽ thường xuyên tổ chức những cái buổi chữa bài để các em có thể các em có thể chủ động trong việc là biết được mình sai ở đâu và mình nên sửa như thế nào ấy. Ok, nếu mà muốn đọc thử sách thì cũng có thể nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên nhá. Ok không nào? Rồi, học off rồi có học online được nữa không ạ? Học off chị là quá ok rồi, làm sao mà phải học online ở Phương Thảo. Sách 40 đề chị vẫn còn rất là nhiều, được không ạ?
khi muốn chèn thêm thơ tự sáng tác thì mình dẫn dắt sao? Mình có thể ghi là tự dẫn dắt là có ai đó đã từng viết rằng, hay là khi đọc những cái vần thơ đó tôi đã rất xúc động và cất lên thành lời hai chấm và trích thơ của em ra. Được không? Nhá, một buổi học của chúng mình sẽ rơi vào từ 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi nhá. Đúng rồi, chỉ giảm 50% trong hôm nay thôi nhá. Khi nào mình cần câu trích dẫn ở phần đầu thân bài ạ? Cần giải thích câu trích dẫn đó. Đây là dạng đề gì em? Đây là dạng đề chứng minh nhận định rồi à? Hả? Nếu đọc những bài văn mẫu đọc thấy hay nhưng không ngấm được là vì sao ạ? Là bởi vì mình chưa thực sự đọc. Vậy thôi, là vì mình chưa thực sự đọc nhá. Rồi, cho dạng đề gì em? Nâng cao ý ạ là sao em? À, tức là ví dụ nhá, từ cái việc phân tích đấy xong rồi mình suy ra cái phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ đó là gì, hay là suy ra một cái gì đấy thì mình cũng cần phải giải thích, được không ạ? Mình sẽ giải thích ở trong cái phần đó luôn, trong cái phần luận điểm 2 luôn, đầu luận điểm 2 luôn nhá. Có chứ, có kèm theo tài liệu nha em. Sau mỗi buổi học là sẽ có tài liệu up lên liền à, được không nào? Mở bài và kết bài hay chị đã đăng rất là nhiều trên fanpage rồi. Nhanh chóng lên fanpage tìm lại nhá. Hoặc là có thể follow website của chị, ở trên đó cũng có nhiều tài liệu hay lắm, được không? Hình như không nên chèn thêm thơ tự sáng tác. Nếu như mà các bạn cảm thấy thực sự tâm huyết thì các bạn cũng có thể chèn, bởi vì chị coi đấy là một cái sự sáng tạo của các bạn mà không phải ai cũng làm được. Nhưng mà nói như vậy không phải là chèn những cái bài thơ con cóc vô nghĩa vào, được không? Nhá. Ok chưa nào? Chị ơi, cách làm đề có 2 nhận định sao ạ? Ôi, ngày hôm nay chị chưa giải thích ngay được. Chị sẽ hẹn Thanh Trúc ở trong khóa học văn 10 của chúng mình sắp tới nha. Yên tâm là chị sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiệt tình, được chưa nào? Rồi, còn ngày hôm nay thì chị không thể đủ thời gian mà để giải đáp cho các bạn tất cả những cái thứ đấy được. Ok chưa? Ok. Chị nghĩ là không còn thời gian nữa đâu. Nhanh chóng nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên để sớm dinh về cho mình một cái chỗ ngồi thật là chắc để học cùng với chị Hiên ở trong khóa học online. Ngày hôm nay sẽ là cái buổi học thử duy nhất của mình, của chúng mình. Thật ra thì hiếm hoi chúng ta mới có những cái buổi học thử với nhau, tại vì những cái lớp học trước là chị đều tuyển và không có bất cứ một cái buổi học thử nào cả. Ngày hôm nay cũng là một cái sự ưu ái rất là lớn cho các bạn. Thực sự là một cái sự ưu ái rất là lớn cho các em đấy. Tại vì chị Hiên ít khi tổ chức học thử lắm. Đây là bởi vì là team chị Hiên cứ động viên chị là: chị ơi, thôi chị dạy thử cho các bạn ý đi, cho các bạn ấy có tinh thần, kiểu cho bạn ấy có tinh thần làm mọi thứ ấy. Đấy, thế nên là chị cũng muốn là có thể có một cái buổi học thử cùng với các em. Bây giờ đăng ký thì bán cả tài liệu không ạ? Chị cũng có một số những cái tài liệu rất là hay, như là bộ sổ tay văn học, hay là bộ 40 đề văn mẫu trọng tâm, hay là cuốn Săn 8 cộng dạy về phương pháp, hay là Chinh phục nghị luận xã hội. Thì cái gì chị cũng có hết, các bạn cần gì chị cũng có hết, được không nào? Nói chung là nếu như mà đã học cùng với chị rồi thì các bạn sẽ rất là thích cái cách mà chị hướng dẫn các bạn, và rất là thích cái cách khi mà chị đồng hành cùng với các em, được không nào? Ok chưa? Có ai còn câu hỏi gì nữa không? Chị cũng mong đồng hành cùng với các chị quá. À, đồng hành với các em quá. Ôi. Ok, ok Doanh, sớm được gặp em nhá. Nào. Được chưa? Được chưa? Rồi. Các bạn ơi, lại thêm một cái lần nữa để nhắc lại cho các bạn về cái bộ phim mà chị đã xem, chị rất là ấn tượng ấy. Đó là cái tập 14 của bộ phim Đẳng cấp Itaewon. Chị mong là các em cũng sẽ xem, được không ạ? Chị mong là các em cũng sẽ xem, bởi vì khi mà thật ra cái việc xem phim nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc ấy, cảm thấy có rất là nhiều những cái cảm xúc ấy. Nó cũng giúp rất nhiều cho cái việc học văn của chúng ta. Đấy. Thế nên là chị sẽ dùng một cái câu cuối cùng này thôi để thay lời kết cho buổi học thử ngày hôm nay. Đó là câu hỏi chúng ta vẫn thường tự hỏi chính mình. Nhưng mà có lẽ là bây giờ các bạn còn quá trẻ để khi mà hỏi cái câu hỏi như vậy. Nhưng chị vẫn muốn nhắc, đó là: tôi đã sống trọn vẹn hay chưa? Chị tin là các bạn đã sống trọn vẹn rồi.
Bởi vì ngày hôm nay các bạn đang ở đây để cố gắng từng chút một. Và chị tin rằng là những cái điều mà các bạn đang làm chắc chắn sẽ giúp cho các em có một thanh xuân vô cùng trọn vẹn. Được không ạ? Và rất cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã xem phần phát trực tiếp này. Chị mong rằng là sẽ sớm được gặp các em ở trong lớp Văn 10. Và chúng mình sẽ ngày càng yêu văn hơn, ngày càng có nhiều những cảm xúc hơn, và ngày càng trân quý cuộc đời của mình hơn. Quan trọng nhất là tiến thẳng tới đại học cùng với chị, các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn về buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Bye bye.